Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với VHT Channel. Hôm nay sẽ tiếp tục với video tiếp theo, đó là đi đấu trường Nguyễn Quang. Mời các bạn cùng theo dõi với mình nha. Vô luôn nè. Hôm nay đi đấu trường Quang hơi tối, thì không biết có gặp mấy ông top vô cày elo hôm nay. Giờ server đã được liên tất cả rồi. Sợ vãi nồi. Toàn nhân vật kinh dị không à. Bên mình thì rồi vô luôn. Tự nhiên bên mình chạy 99 bên kia không mà cái nó vô cái là 1 luôn. Khá là nhanh. Bạn này máu cũng hơi bị trâu đấy. Kéo cương cương cũng hơi bị hay đấy. Tới mình đánh nè. Chó một cái win luôn nè. Thôi không có chó rồi. Ồ, Ichigo luôn. Các bạn nên thấy mình nên để cho bạn ấy kêu vài phát coi chơi không? Các bạn đồng ý phải không? Vậy mình sẽ để cho các bạn nó kêu vài phát cho mình coi chơi ha. Mình cũng không ai biết gì đâu. Thôi mình cũng để cho bạn đó kêu vài phát coi chơi. Ôi hết hồn, tưởng đâu hàng nào rớt xuống nữa. Rồi bom nổ vô kêu đi bạn. À bạn quên máu, bạn ăn nổ đi. Ăn nổ đi bạn ơi. Đúng rồi bạn ăn nổ đi. Mình sẽ để cho bạn kêu vài cái coi chơi nha. Phan hả giết, giết sớm. Phan hả giết vội. Mình sẽ ăn viên tiến hóa đi. Ăn hết sức là cẩn thận. Không kéo gớt cái gì xuống cái là bạn mình ngoẻo luôn mất công. Đó, bạn bắt đầu kêu rồi kìa. Được nhiều đam đây. Mạnh gì? 40k lam luôn á. Mạnh dưới đây. Đồ máu vô cái này mình sẽ ăn kiếm, sao kia kiếm. Chết luôn. Ui, sẵn chết. Còn cho bạn vô máu, cho bạn vô máu. Bạn xài ngọc công luôn. Ghê vậy. Kill đi bạn ơi. Đúng rồi. Nhiều đam đây. Ui 50k đam luôn kìa. Ghê vãi. Làm gì nữa đây. Chúng ta nên làm kiếm thôi. Cứ từ từ. Ý à, xui vậy. Tại sao lại gớt thêm 1000 nữa vậy. Mình tính dọc thêm xíu nữa. Mình tính chơi dơ thêm xíu nữa. Mà cái map nó không ủng hộ mình, nó lại gớt thêm 1000 nữa. Tập 2 bạn mình vi tiên vô luôn. Khá là nhanh. Bạn này nữa hay gì nữa. Cái gì thế này. Tôi không muốn sát sinh mà. Sao cứ ép tôi hoài vậy. Dọc tiếp không các bạn. Mình nghĩ là chúng ta nên dọc tiếp chứ hả. Hàng đây đi, cho bạn xuống xuống máu được, các bạn bơm bơm người vô. Hấp dẫn nha các bạn. Đó. Cho bạn bơm bơm máu rồi vô. À, bạn không bơm máu luôn, bạn bơm nộ, bạn kêu. Rồi, kêu đi bạn. Ủa, lộn tiến hóa chứ hả? What? Bạn chưa tiến hóa nữa, bạn bơm nộ, bạn tính kêu kìa các bạn. Gắt vãi nồi. Thanh niên này đâu chui lên không biết. Ý da, quá tai rồi. Tại sao lại gớt thêm một viên nữa, một hàng nữa, trong khi nó chưa dọc được cái gì hết trơn. Xui. Xui quá các bạn.
mình tính dọc lâu lâu xíu mà chưa gì chứ mới có kéo gì cũng gớt được hàng nữa, cầu lao quá. Rồi đón xem đối thủ tiếp theo của chúng ta nào, anh đẹp trai nào đây. Bạn nào đây? Vô. Vô vô vô. Vô. Cho nó chạy ra nó đứng luôn rồi kìa. Vô đi. Rồi, vô luôn à. Wow. Bạn có một cái tên rất là độc. QX3. Tên rất là hấp dẫn. Mình không cần đánh gì luôn, mình win luôn, các bạn tin không? Mình ăn nguyên trưởng thôi. Mình ăn nguyên trưởng mà đến khi mình win luôn, các bạn tin không? Mình không cần kill, không cần làm gì hết. Ôi ôi. Bạn trưởng hay mất khổ không? Mình sẽ ăn viên trưởng thôi. Nó cả cái này nó xui thôi nha, tại cái này nó xui nó mới gớt viên kiếm. Chết queo luôn. Rõ ràng là mình ăn viên trưởng nha. Mình đâu có ăn viên kiếm nha, tại xui thôi. Đời không như mơ các bạn ơi. Chẳng qua mình muốn dọc cho nó lầy ra xíu mà chưa kịp dọc nó rớt viên kiếm xuống win luôn. Có lý thiệt chứ. Vô luôn nào, vô lẹ lẹ đi. Ồ, bạn này hơi bị trâu nha. Bạn này máu trâu lắm à. 300 á, 330k luôn. Cái này hơi gắt à, bạn em mana rồi kìa. Trận này hơi căng à, mình phải bơm nổ các bạn ơi. Trận này đánh đàng hoàng mới được, nghiêm túc vào mới được. Bạn sẽ tiến hóa rồi. Naruto. Tên của bạn là lớp cái gì đó mình đọc không được, cái tên khó đọc quá. Naruto hả? Naruto mình dọc được, Naruto mình dọc được các bạn ơi. Naruto 2 sao à, con này mình dọc được. Mình sẽ hút mana, hy vọng là sẽ hút được mana. Rồi nó hút ngu, nó hút nộ. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, vào đấu trường thì cứ hút mana cho anh, mà cứ đi hút nộ không à. Mắc cái gì đâu không biết nữa. Ê bạn ăn giáp, ở lộn, tiến hóa. Cứ quen là nguyên giáp. Rồi mình sẽ hút tiếp mana. Đúng rồi, chú cứ việc hút mana đi, còn lại để anh lo. Ý, bạn chơi không ăn luôn. À, có ăn, có ăn. Tưởng là bạn buông chuột luôn. Bờ máu rồi làm gì căng đi. Rồi, mình sẽ ăn ở đây, hy vọng rớt viên mana xuống. Có nguyên mana gớt xuống nhưng mà nó gớt lộn chỗ. Vãi. Bạn được heal rồi kìa. Mắc gì phải sợ, ăn hút tiếp thôi. Có gì căng. Nó dọc tới tấp luôn. Lỡ dọc rồi, lỡ thọc chân vô bùn rồi chịu dơ thôi.
Hay, hay quá bạn ơi. Vãi nồi. Vãi nồi. Một phát một đi luôn 200 mấy k. Kill đầu tiên, phát đầu tiên luôn. Kinh vãi. Đắng lòng quá. Lầy, lầy quá không được cái này ơi. Jimmy 2013. Jimmy 2013. Chưa gì chơi quan câm lặng tôi rồi. Chơi gì kỳ. Chơi gì kỳ cục hà. Chưa gì mới vô câm lặng rồi. Bạn mới câm lặng tôi cho tôi xin câm lặng lại phát đi nào. Đúng rồi. Ủa. Thấy ghét không? Méo hàm bơm máu luôn. Chơi gì mà bơm máu. Chấp luôn. Không bơm máu đó. Lỡ lầy từ đầu trận rồi bây giờ mình lầy tới cuối trận luôn. Ngại gì mà không lầy tiếp không các bạn. Đã chịu lầy rồi mình có lầy cho tới. Mình tiến hóa cái nè. Đó, xong rồi mình mới ăn ăn viên tiến hóa dưới đây. Đó. Xong rồi mình mới win. Bùm, mất tiêu luôn. Rụng càng hết trơn à. Lấy lại những gì đã mất chứ hả. Hồi nãy 101, bây giờ lên 102. Ừ, được, chịu. Có lời hello là chịu. Lời cũng khá khá hello á. Rồi, thôi video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share, ủng hộ mình nhé. Like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Chia sẻ mạnh mạnh lên các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.